Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ news của chúng tôi Và sau đây là bản tin chính được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay Công an vào cuộc Ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi Vào cuộc xác minh việc ông Võ Hoàng Yên đến huyện Bình Sơn chữa trị bệnh cũng như hiệu quả của việc chữa trị Ngày 13 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước thông tin ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo lừa đảo, đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vào cuộc xác minh việc ông này đến Bình Sơn chữa trị bệnh cũng như hiệu quả của việc chữa trị. Vào tháng 7 năm 2020, huyện Bình Sơn có tổ chức mời ông Yên về địa phương chữa bệnh cho khoảng 1.000 người dân, trong đó có hàng loạt trường hợp chữa trị tại trụ sở huyện này. Liên quan vụ việc, ông Trương Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn trước đó có công văn phân bổ cho địa phương bao nhiêu người mong muốn chữa bệnh. Tuy nhiên trong thực tế, người dân sau khi được chữa bệnh thì không có ai phản hồi, đã hết bệnh. Qua xác minh các trường hợp được ông Yên chữa bệnh vào tháng 7 năm 2020, Công an huyện Bình Sơn thấy hầu như không ai khỏi bệnh. Trả lời phóng viên, chiều ngày 13 tháng 3, về lý do và cơ sở nào mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh ngay tại trụ sở. Một lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn thừa nhận vào tháng 7 năm 2020, địa phương có mời ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh cho người dân của huyện này lý do là có quá nhiều người bệnh là người nghèo, cận nghèo, bị bệnh câm điếc, bướu cổ, bại liệt, di chứng do tai biến, khuyết tật, bệnh về xương khớp nhưng không có tiền để chữa bệnh không tiếp cận được các dịch vụ y tế, không có điều kiện chữa trị. Qua thông tin, nghe ông Võ Hoàng Yên và cộng sự chữa bệnh từ thiện nên huyện mời về chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người dân. Huyện đã được ban thường vụ huyện ủy Bình Sơn thông qua, ngoài ra, ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn cũng có văn bản xin phép các cơ quan là sở ngành chuyên môn của tỉnh Quảng Ngãi và được đồng ý mới mời ông Yên về địa phương. Vị này nói cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát đi văn bản gửi đến các cơ quan liên quan yêu cầu tạm dừng mời thần y Võ Hoàng Yên về địa phương này khám chữa bệnh dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3. Tối ngày 14 tháng 3, ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng mời và cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên về khám chữa bệnh. Văn bản được ban hành theo báo cáo kiến nghị tạm dừng mời ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi khám chữa bệnh của công an tỉnh Quảng Ngãi. Ông phiên cho biết thêm, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất theo đề nghị của công an tỉnh Quảng Ngãi, tạm dừng việc mời và cấp phép hoạt động khám chữa bệnh đối với ông Võ Hoàng Yên trên địa bàn Quảng Ngãi. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự tại huyện Bình Sơn trong năm 2020 báo cáo lại Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 3. Trước đó, tháng 7 năm 2020, thân y Võ Hoàng Yên được một số người mời về huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi khám chữa bệnh cho người dân. Tại đây, ông Yên cùng cộng sự tổ chức chữa bệnh cho nhiều người, phần lớn là mắc các chứng bệnh hiểm nghèo như câm, điếc và các bệnh về xương khớp, vân vân. Sau đợt khám đó, ông Võ Hoàng Yên được chính quyền địa phương khen thưởng vì những đóng góp trong việc khám chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, sau khi dư luận ồn ào việc vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi tố cáo ông Yên lừa đảo, công an huyện Bình Sơn vào cuộc xác minh 12 trường hợp được thần y Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh. Tất cả đều cho biết việc khám chữa bệnh của ông Yên không mang lại hiệu quả. Nhiều người cho biết lúc vừa khám xong thì bệnh tình của người thân có tiến triển. Tuy nhiên, trở về nhà thì đâu lại vào đấy. Từ tin tưởng và đặt rất nhiều niềm tin, những người được khám chữa bệnh đã không còn hy vọng, thậm chí còn thất vọng. Theo dự kiến, trong tháng 3 năm 2021, một số tổ chức cá nhân sẽ tiếp tục mời ông Võ Hoàng Yên về Quảng Ngãi khám chữa bệnh cho người dân. Để ngăn chặn việc này, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi phát văn bản yêu cầu các bên liên quan dừng ngay việc mời ông Yên về khám chữa bệnh. Cũng trong thời gian này, công an Quảng Ngãi điều tra xác minh những người được thần y Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Mục đích điều tra xác minh những người được ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh có hiệu quả hay không. Ngày 12 tháng 3, một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo có những dấu hiệu vi phạm và có những hoạt động nghề không có tính hiệu quả, công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo công an huyện Bình Sơn điều tra xác minh lại những người đã từng được ông Yên khám chữa bệnh vào tháng 7 năm 2020. Mục đích điều tra xác minh việc khám chữa bệnh của ông Yên xem có hiệu quả hay không. Ngoài ra, qua nắm bắt tình hình, trong tháng 3 năm 2021, có một số tổ chức cá nhân lên kế hoạch từ trước sẽ mời ông Võ Hoàng Yên tiếp tục về Quảng Ngãi. Khám chữa bệnh nên Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc này để xác minh tính hiệu quả khoa học trong khám chữa bệnh của ông Yên, lãnh đạo này nói. Theo thông tin từ Công an huyện Bình Sơn, hiện Công an huyện Bình Sơn đã đến 12 hộ gia đình trên địa bàn có con, cháu từng được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh, teo cơ, câm điếc bẩm sinh, bị bệnh viêm xoang, vân vân. Tất cả các gia đình này đều cho rằng việc chữa bệnh của thần y Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả. Bà Bùi Thị Hiền, ngụ thôn 6, xã Bình Long, huyện Bình Sơn cho biết, con bà, cháu Phan Thị Mỹ Hiệp, từng được ông Yên khám chữa bệnh câm bẩm sinh, khi nghe tin có thần y về khám chữa bệnh cho dân, tôi mừng lắm, đưa con đến mong được chữa khỏi bệnh. Tôi phải đợi hai ngày mới tới lượt. Khi khám xong, ông Yên có dặn dò và gia đình đã về làm đúng như lời dặn. Nhưng tình trạng của cháu hoàn toàn không tiến triển. Vẫn không khác chút gì so với ngày xưa, bà Hiền buồn bã nói. Tương tự, ông Phạm Đăng Tuyển, ngụ thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, có con trai là phạm đăng khoa 21 tuổi bị bệnh viêm xoang từng được ông yên khám chữa bệnh vào tháng 7 năm 2020 khi nghe chúng tôi hỏi về tình trạng sức khỏe của khoa sau khi được thần y thăm khám ông tuyển chỉ lắc đầu lúc đi khám ông yên có cho chai thuốc về nhỏ và có đỡ ngứa nhưng hết thuốc thì lại ngứa lại còn một số người khác nhỏ thuốc nhưng vẫn không bớt ông tuyển nói được biết ông võ hoàng yên về quảng ngãi khám chữa bệnh vào khoảng giữa tháng 7 năm 2020 tại huyện Bình Sơn. Sau đó, ông Yên được chính quyền địa phương tổ chức khen thưởng vì những đóng góp trong việc khám, chữa bệnh tại địa phương. Liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng đưa đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Cũng vào thời điểm này, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, phát thông báo cho mọi người cùng biết. Xin thông báo với quý vị, thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021, lúc 14 giờ Phương hàng tôi sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí tại Đại Nam. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của quý vị phóng viên, báo đài về chuyện của ông Võ Hoàng Yên cũng như trả lời mọi vấn đề về tôi. Tôi mong muốn buổi gặp gỡ này sẽ giúp các đơn vị báo chí sẽ nhận thông tin một cách chính xác từ tôi để đưa bài truyền thông một cách khách quan nhất và không cảm tính khi viết về tôi nữa. Quý anh chị báo chí vui lòng đăng ký trước, số lượng là 200 người phóng viên báo chí 100 người, khách không phải phóng viên 100 người. Quý vị liên hệ qua các số điện thoại sau để đăng ký và xác nhận các thông tin cần thiết. Số điện thoại thứ nhất là 02743 506 536 gặp Loan. Số điện thoại thứ hai là 02743 506 561 gặp Dung. Số điện thoại thứ ba là 02743 900 234 gặp anh tân